OK, hello, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình nha Thì hôm nay mình làm một cái video này để chia sẻ cho một số bạn mà vẫn chưa biết cách OBB việt hóa, mod Google việt hóa này vào cho mấy game để có những cái uh, chế độ tiếng Việt này, rồi gọi là mod map tiếng Việt, đồ kia các kiểu. Đó thì rất là đơn giản thôi các bạn. Thì đầu tiên á, để mà sử dụng uh, thành thạo thì uh, các bạn lưu ý là các bạn cần chuẩn bị cho mình hai cái thành phần chính sau đây đầu tiên là cái OBB OBB việt hóa thì OBB việt hóa nó có hai cái 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 dạng nha một dạng là ở cái bản nâng cấp cũ là một không không chấm sáu ba năm mà nhớ nha cũ cái phiên bản cũ là một không sáu ba năm còn phiên bản mới là hai không không sáu ba năm đó hai cái file này hai cái obb này nó phải sử dụng đúng theo phiên bản hiện tại trong game của bạn đang đang chơi đó thì để mà mod vào thì các bạn phải kiểm tra là cái game bạn đang sử dụng trên máy này các bạn đã update lên bản mới chưa đã nâng cấp lên cái bản mới sau này là 200635 năm chưa hoặc là nó đang ở phim cũ thì bây giờ các bạn sẽ vào kiểm tra nha mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà các bạn kiểm tra như sau này ok thì các bạn phải chuẩn bị cho mình là một cái cái một trong hai file đó là một và hai thì cái file đó thì mình sẽ để link tải dưới phần mô tả các bạn nhấp và tải về nha rồi sau khi có hai file đó rồi thì các bạn sẽ vào Zativer các bạn mở nha nhớ tải Zativer này vào nha mở Zativer lên sau đó các bạn sẽ nhấp vào mình sẽ chọn là bộ nhớ thiết bị này đó thì các bạn kéo lên vào cái phần Android này bạn thấy không vào phần Android nhấp vào Android thì trong Android này các bạn để cái phần OBB này nhấp vào OBB, đó kéo xuống chọn đúng cái ừ. file game commandel chấm này nhấp vào đó thì ở cái phần này các bạn thấy giống như trong cái bản game của mình hiện tại đang sử dụng đó là bản nâng cấp mới cho nên nó để là men 20065 hả nếu mà các bạn mở ra mà cái trong máy của bạn nó đã phần men 100635 thì có nghĩa là các bạn đang ở cái phiên bản cũ nếu ở phiên bản cũ thì các bạn phải tải về cái file men 100635 còn nếu mà mới thì các bạn tải cái file giống như này thì mình để chuẩn bị hai file cho các bạn xem này hai cái file nha bạn nhấp vào trên cùng nữa mình vào bộ nhớ thiết bị sẽ đó các bạn vào cái phần tải download này ở mình để trong phần download để mình làm cho các bạn dễ hiểu thôi rồi ở đây ở đây nó có hai cái cái OB các bạn thấy không men 10065 nó dành cho những cái bạn nâng cấp cũ các bạn tải cái file này về này tải cái file này về nha còn bản nâng cấp mới thì bạn tải cái file trên là 200635. Đó các bạn nhớ là tải hai cái file này về. Rồi sau đó các bạn kiểm tra là trong cái máy của mình là nó đang sử dụng cái OBB Camaleo của 200 hay là 100. Mình add vào. Chứ nhiều khi các bạn các bạn đang sử dụng cái phần main 100635 mà các bạn lại add vào cái phần 200635 tất nhiên là nó không có nhận và các bạn vào game thì nó chỉ nó chỉ quay thôi nó không có cho các bạn vào game sau đó nó sẽ đau lại nó đau lại cái men cũ là là một không năm của cái game bạn đang sử dụng đó cho nên nhớ để mà sử dụng hai cái một trong hai cái này thì các bạn phải kiểm tra là game của mình đang sử dụng bản nâng cấp nào bản nâng cấp cũ hay mới cũ thì tải một không sáu năm mới thì tải hai không sáu năm đó thì sau khi các bạn tải về rồi á thì các bạn để mà các bạn chuyển vào thì các bạn chỉ cần đơn giản nhấp vào thôi ví dụ như mình đang ở cái khoảng hai sáu hai năm thì mình nhấp vào mình nhấp vào này chọn sao chép đó rồi các bạn vào bấm vào phao dùm trên cùng này download này rồi chọn bộ nhớ thiết bị này rồi sau đó kéo lên đó, kéo lên tới cái phần Android nhấp vào Android chọn EBB này rồi chọn cái phần com chấm mail nhấp vào rồi việc bây giờ thì bấm biểu tượng màu xanh dưới góc phải màn hình này bấm vào nhấp vào thì nó hỏi là thay thế hay là đổi tên hay là bỏ qua cái bạn bấm thay thế thì nó sẽ thay thế cái bản 323.11 MB này. Thay thế cho các bạn 283 là bản cũ. Đó, thì cái bản việc khóa này, cái bản việt khóa là bản mươi 323 nha, các bạn nhấp thay thế thì nó sẽ thay thế vào cho các bạn. Sau đó các bạn sẽ sử dụng. Nhớ nha. Cho nên các bạn phải tải hai, còn ở đây mình mình không có mình không muốn việc khóa các bạn mình chỉ muốn xài tiếng Anh cho nó nhẹ máy thôi còn việc hóa thì xài cái bản nó nó các bạn, các bạn thấy nó cái dùng lượng nó 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 nhiều hơn là 50 MB đúng không? Cho nên là mình bỏ qua, mình hủy. Đó. Thì à, nói chung là mình qua đây mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách mà các bạn chọn cái OBB phù hợp. Nhớ nha, phải chọn phù hợp với cái bạn đang sử dụng chứ còn mình mình xài chéo nhau đâu được đúng không? Ví dụ như đang ở bản năm mà ép vô cái bản năm đâu được. Ai vậy? mà đang ở cái bảng 200635 mà anh ép vào bảng 100635 đâu được đúng không? Cho nên các bạn phải kiểm tra thật kỹ và làm theo hướng dẫn của mình thì đảm bảo các bạn sẽ sử dụng một cái bảng OBB phù hợp và nó có việc hóa rồi này, này kia các kiểu. Rất là ok luôn. Các bạn nhớ nha. Rồi thì cái file tải thì mình sẽ để dưới phần mô tả các bạn sẽ tải về và sử dụng nha. Chúc các bạn xem video này và làm thành công. Đó. Ok, thì uh, nói chung là qua cái chia sẻ vừa rồi thì mình hy vọng các bạn sẽ làm được nha. Rất là đơn giản, các bạn làm chung tích tắc trong vòng mấy giây là bạn xong. Cho nên là um, qua đây thì mình cũng hy vọng là mình cũng giải đáp được một bài thắc mắc nhỏ cho một số bạn là cái cách mà làm sao để mà mod nhiều bạn nói em mod nhưng mà nó không có được thì do các bạn đang sử dụng của bạn 100635 các bạn lại add cái file 200635 vào thì nó không được đó các bạn nhớ nha và ngược lại 200635 thì phải sử dụng cái file OB việc khóa của 200635 bạn nhớ nha đó thì hy vọng các bạn sẽ làm thành công và các bạn đừng quên nhấn cho mình một like các bạn và bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh và nhấn thêm chuông để theo dõi những cái video tiếp theo của mình mình sẽ làm những video chia sẻ và những cái video live stream hàng đêm để giao lưu của tất cả các bạn trong cái tự game bus Indonesia và một số game lái xe khác nữa Ok các bạn có rất nhiều bạn hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye mọi người nha.